Chồng bà chơi đánh bài, thiếu nợ tôi không có tiền trả, kêu tôi qua tìm bà đây nè. Cái gì vậy? Có lộn nhà không? Bà là bà Bình đúng không? Ờ. Vậy đâu có lộn. Chồng của bà cho tôi địa chỉ, tôi mới tới được đây. Bà trả thì từ từ trả, làm gì qua đây la làng dữ vậy? Bà thấy từ từ không? Tôi đánh ông chừng nào bây giờ á? Bà đừng có trách. Mới trả đi nè. Ừ, con. Từ từ. Bán được có 2 triệu mấy, không biết đủ không nữa. Nhiều vậy? 200 ngàn. Cái gì vậy mày? 200 ngàn hả? Ừ. Có 200 ngàn mà qua đây đòi. 200 ngàn nó cũng là tiền, nó cũng là mồ hôi công sức của tụi tôi. Bây giờ bà có trả hay không? Mà tôi nói nghe nè, bây giờ bà nói thằng chồng bà nhắm mươi mốt có tiền á, qua tụi tôi chơi. Còn không thôi, gì đâu có 200 ngàn á, cũng bắt tụi tôi qua đòi nữa. Nhục. Ừ, tao thấy nhục thiệt á. Thôi cầm lẹ về giùm đi. Trời ơi, có 200 ngàn mà nó qua đây nó la sùm mà nè, cho 10 ngàn luôn á. Rồi đi đi. Cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều.